Hôm nay tôi sẽ nói cho các người biết tôi rốt cuộc là ai. Ai? Kiếm. Kiếm Minh. Kiếm Trảm Thần xuất thế rồi. Tiêu Nhược Tuyết, cô không phải thấy tôi quá bình thường hay sao? Chẳng xứng được với cô. Hôm nay cô sẽ biết cô đã bỏ lỡ quyền lực bậc nào. Hôm nay tôi sẽ nói cho các người nghe tôi là ai. Ai? Người đẹp diễn khá lắm. Chỉ với dáng người này, khuôn mặt này của cô, Tần Hưu đã cho cô bao nhiêu tiền? Tôi ra giá gấp đôi. Anh nằm mơ đi. Ồ, còn cứng phết. Tôi là cậu cả nhà họ Từ. Nhà họ Từ tôi bây giờ còn là người giám đốc Tô Trọng Vọng. Tương lai là cánh tay phải của thần soái. Phải nói là tiền đồ sáng lạn. Sao nào nếu không theo tôi? Bảo đảm sẽ cho cô ăn ngon uống say sướng hơn trời. Từ Diên Thiên, tôi cho ông 5 phút để tới đây quỳ xuống. Nếu không nhà họ Từ diệt vong từ đây. 5 phút sau nếu bố anh không tới, tôi sẽ đánh gãy chân của anh, lột da anh, rút gân anh. Tôi sẽ khiến anh muốn sống chẳng được. Chúng ta cùng chờ xem. Tần Hưu, anh quá đáng rồi đấy. Tiểu Tuyết, cứu anh với, cứu anh. Buông ra. Tần Hưu, mày thực sự nghĩ mày là ông to bà lớn nào à? Không những dám đánh tao, mà còn ở nơi như này, ngồi lên ghế đầu, sao nào tôi không xứng ngồi trên này sao? Tần Hưu, anh còn thấy mình chưa mất mặt à? Mau xuống đây, đi đâu? Cái đồ khố rách áo ôm như mày, đương nhiên là ra đường mà ở, ngồi với thằng ăn xin ấy, à? Dám nói lời nhục mạ như vậy, người đâu? Kéo hết những ghế ngồi này ra ngoài đi, cô dám? Người đâu? Bỏ xuống cho tôi là cậu cả nhà họ Từ. Nhà họ Từ ở Giang Thành, tránh ra. To gan lắm. Các người lại dám xúc phạm ba gia tộc ở Giang Thành. Tôi thấy các người chán sống rồi đấy. Tần Hưu, anh có biết hay không, vì đại điển thần huyết hôm nay, tôi đã cố gắng biết bao nhiêu. Mặc dù hai ta đã ly hôn, nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng. Anh thực sự muốn hủy cả tôi sao? Cố gắng, đại điển thần huyết hôm nay rõ ràng là tôi tặng cho cô. Tới lúc đó cô chỉ cần diễn thuyết là được. Có phải anh muốn nói thần huyết là do anh lấy về cho tôi hay không? Anh thậm chí còn muốn nói anh là thần soái, rõ ràng, còn diễn nữa. Anh tìm mấy người diễn viên này để lừa các người cũng đành, nhưng lừa tôi không được đâu. Tôi hiểu rõ nhất, Tần Hưu, anh là một người chẳng có chỗ ở. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, bây giờ xuống đây, xin lỗi cậu Từ. Tần Hưu, bây giờ anh xuống đây, quỳ xuống xin lỗi cậu Từ. Tôi còn có thể tha cho anh một mạng, nếu anh cứ tiếp tục cố chấp như vậy. Đừng trách tôi không nể tình, chúng ta từng là vợ chồng. Ôi chao, ai nói cô có thể đảm bảo được cái mạng của cậu ta? Cậu Từ, cậu nể mặt tôi đi. Cái đồ sắc sược, tôi hôm nay ăn nói ngông cuồng, gây rối ở đại điển huyết thần. Đúng là chẳng hề coi nhà họ Từ tôi ra gì. Các người nói, tôi có thể bỏ qua cho anh ta không? Nói, không thể. Đúng, không thể tha cho hắn. Buộc phải băm thây hắn ra, dạy cho hắn một bài học. Chuyện tới nước này, chỉ có dẫm nát thịt hắn. Đám dân thường ở Giang Thành mới hiểu ra, ba gia tộc lớn chúng ta mới là bầu trời ở Giang Thành này. Cách lúc cái đồ gáy khỏe này nói bảo bố tôi tới, còn chưa đầy một phút nữa. Mời các vị nể mặt tôi. Chuyện này cứ giao cho tôi xử lý. Đợi qua thêm mấy chục giây nữa, tôi sẽ vạch trần bộ mặt vô liêm sỉ của thằng nhãi này. Biết thế nào gọi là hậu quả của việc xúc phạm bề trên. Tiểu Tuyết, anh cho em thêm một cơ hội. Em muốn đặt cược cả mạng nhà họ Tiêu để bảo vệ thằng nhãi này, hay là cắt đứt với nó, từ nay chẳng còn quan tâm tới chuyện của nó nữa. Em biết rồi cậu Từ, em và Tần Hưu đã ly hôn từ lâu. Từ nay trở đi, anh ta sống hay không, không liên quan tới nhà họ Tiêu. Được, quan hệ này bỏ cũng tốt, tôi cũng có ý đó. Đứng lại, hôm nay là đại điển thần huyết, nơi này đã được bao trọn rồi, các người không được vào. Anh là cái thá gì chứ, dám chặn đường tôi, cút.
nhà Từ Từ tôi không thể bị diệt được. Tần Hưu chịu trói đi. Dừng tay. Bố, sao bố lại tới đây? Cái thằng đần này, cả ngày chỉ biết gây chuyện. Mày có biết hay không, cả nhà họ Từ tao sắp bị mày hại rồi đấy. Bố, con không có mà. Là nó, là Tần Hưu. Nó gây rối ở đại điển thần huyết, sỉ nhục nhà họ Từ ta. Nó còn đánh con. Là cái thằng danh mất dạy Tần Hưu đó, luôn gây chuyện, còn có người phụ nữ bên cạnh nữa. Đánh cậu Từ, giám đốc Từ tôi thấy ông nhận nhầm rồi. Cậu Từ đang bảo vệ tôn nghiêm của tầng lớp thượng lưu ở Giang Thành, dẫm lên một tên shipper, chẳng biết lễ phép thôi. Cậu ấy có tội gì đâu. Bố nghe thấy chưa ạ? Người bên cạnh Tần Hưu còn suýt nữa đã đánh gãy tay con. Con tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện, ăn nói không giữ miệng. Xin tổng quản tô tha cho. Tổng quản? Người phụ nữ này, cô ấy là tổng quản mới tới ở Giang Thành. À, tổng quản, cô ta là diễn viên mời tới mà, sao có thể là tổng quản được? Bố điên rồi à? Tổng quản, sao có thể cung kính với thằng nhãi đó như vậy? Cô ta chắc chắn không phải. Nếu mày dám nói thêm một câu nữa, nhà họ Từ ta hẹo là cái chắc. Cô là tổng quản, vừa nãy anh nói, trong vòng 5 phút nữa, Từ Diên Thiên chưa tới sẽ quỳ xuống, lấy mạng của ta, giờ đây ông ta tới rồi, sao anh lại không tuân thủ vụ cá cược? Tôi, nhà họ Từ các người đứng đầu Giang Thành, lại làm điều ác, chèn ép con dân, phạm nhiều tội, khó mà tha được. Tổng quản, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội, chuyện này tôi không làm chủ được, để gia chủ Từ Diên Thiên chặt đường sống của nhà họ Từ đi. Nếu cậu đã chẳng chừa đường sống cho tôi, vậy tôi cũng chẳng cần khách sáo với cậu nữa. Nói cậu nghe, cô là tổng quản thật, nhưng sau lưng nhà họ Từ tôi còn có thần soái. Nhà họ Từ tôi cắm rễ ở Giang Thành trăm năm hơn rồi, trăm năm hơn cắm rễ, còn gì nữa. Tổng quản mới tới, đừng có nhìn nhầm, chính là giọt máu thần đó, là do nhà họ Từ tôi tìm được. Nếu tôi muốn nhà họ Từ diệt vong, anh là ai? Anh ta là chồng cũ phế vật của Tiêu Nhược Tuyết, một kẻ chỉ biết dựa vào phụ nữ. Ha ha ha, tôi còn tưởng rằng cậu là ai chứ, có thể để tổng quản mới tới nghe lời cậu như vậy. Hóa ra là một tên ẻo lả. Sao nào, giám đốc Tiêu không cho cậu ăn bám, xoay người sang bám lên tổng quản à? Đúng vậy, mày có tài đức gì lại có thể khiến hai người đẹp nuôi mày? Chắc kỹ năng thân dưới hay là kỹ năng trên miệng đây? Hỗn láo, con trai tôi nói sai sao? Cậu đừng cho rằng bám lên được tổng quản thì có thể thích gì làm đấy. Tôi nói cậu nghe, Giang Thành này chẳng họ Tô, cậu tốt nhất nên làm rõ cho tôi, thân là đứa ăn bám, đừng để chủ nhân anh, tổng quản Tô, gặp rắc rối thêm nữa. Đúng, Giang Thành này, thế giới này, suy cho cùng, vẫn là ngài thần soái nói mới phải. Mày chẳng qua chỉ là được tổng quản Tô nuôi thôi, một con cún cũng dám ở đây sủa ầm lên. Giang Thành, lời tôi nói có sức nặng, đương nhiên cũng là tôi nói mới tính, còn dám kiêu căng như vậy. Tổng quản Tô, chúng tôi tôn trọng cô, là tổng quản mới tới ở Giang Thành, nể mặt cô rồi, có thể tha thứ cho thằng này. Tội đã xúc phạm bề trên, nhưng mà nếu vì một thằng ăn bám như này muốn hủy cả Giang Đô chúng tôi, chiếm cả nửa thị trường kinh doanh, là nhà họ Từ, chúng tôi không đồng ý. Hôm nay nếu bị một tên ẻo lả chèn ép, vậy uy nghiêm của các gia tộc quyền quý ở Giang Đô cũng mất hết rồi. Sau này có phải những đám người thường đó cũng có thể tùy ý khiêu khích chúng ta hay không? Tổng quản Tô, cô mới tới, nền móng chưa vững chắc, lẽ nào cô thực sự vì một con cún mà đấu lại giới doanh nghiệp đứng đầu ở Giang Thành sao? Các người kiêu ngạo quá rồi đấy. Đừng nói là giới doanh nghiệp Giang Thành, hôm nay cho dù có lật cả trời, ai dám xúc phạm cậu Tần, người đó phải quỳ xuống nhận tội. Quả nhiên là tầng lớp quyền quý đồng tâm hiệp lực. Nếu đã như vậy, vậy các vị ở đây cũng giống với nhà họ Từ, khỏi làm ăn gì nữa. Các vị đừng hoảng hốt, thằng nhãi này chẳng qua chỉ là đang chém gió mà thôi. Nhà họ Từ ta quen vợ chưa cưới của thần soái, giọt máu thần đó cũng là nhà họ Từ xin được. Dám động vào nhà họ Từ tao, các nhà quyền quý ở Giang Thành, mày sẽ chống đối cả thần soái. Mày dám bảo tổng quản chống lại thần soái, mày toi chắc rồi, đúng là có mắt không tròng, lại dám mắng tao. Tao, người toi chắc là nhà họ Từ các người đấy. Tổng quản Tô, tôi khuyên cô một câu, là tổng quản mới tới, cô sao phải vì một thằng nhãi đấu lại thần soái chứ? Nhà họ Từ tôi đã xin được giọt máu thần từ chỗ thần soái đấy, chứng tỏ thần soái coi trọng nhà họ Từ tôi. Tổng quản Tô, đây là máu thần, nếu không phải thần soái tin tưởng, cho dù là các vị ở điện trảm thần cũng chẳng có được. Đúng vậy gia chủ Từ, chúng tôi quyết định ủng hộ ông, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai xúc phạm tới tôn nghiêm nhà thần soái. Ếch ngồi đáy giếng, đúng là nực cười. Sao tôi không biết thần soái lại quen biết cái loại này?
ai dám xúc phạm tới cậu Tần, vậy chắc chắn là tội lớn không thể tha. Tổng quản Tô, tôi không biết Tần Hưu đó đã cho cô uống bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến cô tin anh ta như vậy. Nhưng anh ta là chồng cũ của chị tôi, theo như tôi biết anh ta là một tên kém cỏi không có gì hơn. Cô vì anh ta mà đắc tội với thần soái, đắc tội với nhà họ Từ có được giọt máu thần, có đáng không? Ai ở Giang Thành cũng biết Tần Hưu là một thằng kém cỏi, nhà họ Từ tôi sở dĩ có được máu thần cũng đủ thấy được có thần soái bảo vệ rồi. Tổng quản Tô, nếu bây giờ cô dừng lại, chúng tôi có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Xúc phạm cậu Tần còn coi như chuyện này chưa từng xảy ra, e là kẻ điên mơ tưởng hão huyền rồi. Còn thần soái bảo vệ các người cũng xứng sao? Nhà họ Từ các người có mặt mũi gì mà quen được điện trảm thần? Tần Hưu im miệng. Tổng quản Tô, ra mặt cho anh, đấu lại thần soái, đấu với các gia tộc hàng đầu ở Giang Thành, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ anh lập tức quỳ xuống xin lỗi, giải quyết chuyện này để tránh hại tổng quản Tô cũng hại chính anh. Chuyện của tôi chẳng cần giám đốc Tô nhọc lòng, cứ quan tâm cô trước đi. Cô cứ nói là tôi đối đầu với thần soái, nhưng các người có ai từng thấy thần soái thật chưa? Nhà họ Từ chẳng qua là diễu võ dương oai mà thôi, gia tộc hèn hạ sao xứng được bảo vệ. Tần Hưu, anh thực sự coi tôi là đứa ngốc à? Thần soái là vì nhà họ Từ mới ban cho máu thần, chứng minh ông ấy bảo vệ nhà họ Tiêu tôi. Tin tưởng nhà họ Từ, muốn để tổng quản mới lên giết cả nhà họ Từ, chẳng phải là làm trái với ý của thần soái rồi sao? Cô nói không sai, thần soái đúng là bảo vệ nhà họ Tiêu, nhưng đó là trước kia thôi. Cái gì? Cô đã ly hôn với tôi rồi, chẳng còn là người nhà tôi nữa, chẳng còn được điện trảm thần bảo vệ nữa, máu thần cũng chẳng còn là của cô nữa. Anh lại dám nói xấu điện trảm thần, ban cho nhà họ Tiêu tôi máu thần, là hộ vệ ở điện trảm thần tự mình đưa tới mà, lát nữa chỉ huy quân điện trảm thần sẽ tới. Anh nói gì cũng vô dụng. Vậy sao? Thông báo đi, hủy bỏ đại điển thần huyết, nhà họ Tiêu chẳng xứng có máu thần. Chuyện nó bị điên, trước kia sao em không nói với bọn anh? Nếu bọn anh biết, chắc chắn cũng sẽ quyên tặng nó vài đồng để nó đi khám óc. Tần Hưu, anh có biết mình đang làm gì không? Cô cảm thấy tôi điên rồi sao? Nếu không, anh xúc phạm thần soái, gọi điện hạ lệnh cho điện trảm thần, anh có biết tội này đủ để anh liên lụy tới cả tổng quản Tô cùng bị giam rồi hay không? Thằng nhóc mày đang diễn kịch với chúng tao à? Còn muốn thu thồi máu thần, mày là cái thá gì? Nếu tôi hạ lệnh thật thu hồi máu thần thì sao? Nếu mày thực sự có thể khiến điện trảm thần thu hồi máu thần, vậy ông đây quỳ xuống gọi mày bằng bố 3 lần. Tôi chẳng có đứa con láo toét như cậu đâu. Mày, thằng nhãi đần này, mày thực sự cho rằng bám được lên một tổng quản nho nhỏ là giỏi lắm à? Tao nói mày nghe, ở điện trảm thần chúng tao chỉ như loài kiến cỏ. Anh có biết hành vi vừa rồi của anh nực cười như nào không? Điện trảm thần là hộ vệ thân cận của thần soái, chỉ có thần soái mới hiểu. Anh ấy chẳng thể liên lạc được với điện trảm thần, cho dù anh có làm được cũng đã xúc phạm tới điện trảm thần, hậu quả khó mà lường được. Tiểu Tuyết, em đừng nghe tên vô sỉ khùng điên này, nếu điện trảm thần không tới đương nhiên sẽ thông báo cho em. Đúng vậy đó chị, Tần Hưu này gọi điện thoại lâu như vậy rồi chưa có động tĩnh gì, chắc chắn là lừa người. Tôi biết. Thông báo cô cần, mau nhận đi. Nhận đi kìa. Giám đốc Tiêu, tập đoàn y dược số 1 trong nước, khoa học dung dược, nghe nói có được máu thần, cố ý cho mời cô tới tham gia kế hoạch nghiên cứu thuốc chống ung thư. Cái gì? Trước đó tôi xin họ cả tháng, họ cũng chẳng trả lời, cho nên lần này họ đồng ý cho chúng tôi tham gia rồi. Không chỉ như vậy, Dược học Hoa Nam, công ty sản xuất dược Funia, mười mấy doanh nghiệp thuốc trên thế giới đều gửi lời mời hợp tác, con số hợp tác lên tới hàng chục tỷ. Cô mau gửi hợp đồng hợp tác cho tôi. Hàng chục tỷ là hàng chục tỷ đấy, có những hợp đồng này, nhà họ Tiêu chúng ta chắc chắn có thể trở thành gia tộc số 1 Giang Thành. Nào chỉ là Giang Thành, chỉ cần có máu thần mà thần soái ban cho, nhà họ Tiêu ta ắt có thể trở thành công ty điều chế dược hàng đầu thế giới, là đối tượng được tranh giành để hợp tác, bao thầu cả quyền được lên tiếng ở giới y học thế giới. Đúng là đáng để mong chờ. Cũng nhờ có cậu Từ để thần soái ban máu thần cho. Chuyện nhỏ, có điều vừa nãy không phải có người nói thần soái muốn thu hồi máu thần sao? Tần Hưu, tôi biết tôi ly hôn với anh khiến anh sinh lòng thù hận, nhưng anh dám rủa tôi, đúng là quá ác độc. Đáng tiếc, cho dù con tép này có nói gì, điện trảm thần chắc chắn sẽ đưa máu thần tới, còn nhà họ Tiêu cũng nhờ có máu thần bay lên trời thôi. Ngu độn. Thư ký Từ, lần này là công ty nào muốn hợp tác với chúng ta nữa? Hợp tác gì? Đại điển huyết thần kết thúc, máu thần hôm nay chẳng được đưa tới nhà họ Tiêu. Cái gì? Không, không thể nào, anh là đồ lừa đảo. Tôi là người của điện trảm thần, tuyển ý chỉ của thần soái, ai dám mạo danh tôi đi ra ngoài lừa người chứ? Tôi dám ăn nói bậy bạ nữa, nhà họ Tiêu các người to chắc sao có thể được? Thần soái đã đưa máu thần cho nhà họ Tiêu rồi mà, nhà họ Tiêu ta sắp bay lên cành cao rồi mà. Điều này tôi đã nói rồi, nhà họ Tiêu các người chẳng xứng có được máu thần. Tần Hưu, thực sự là anh
Chị, sao chị có thể tin lời của thằng nhãi ấy chứ? Chắc chắn là máu thần, gặp vấn đề gì đó trên đường đưa tới. Hôm nay chẳng đưa được nên mới hủy thôi. Nhưng chị đã ly hôn bao năm với thằng này rồi. Anh ta là loại người gì chị còn không biết sao? Anh ta nào có năng lực ấy? Đúng, Tần Hưu nó chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi. Lần này đại điển thần huyết bị hủy, chắc chắn là máu thần có vấn đề. Chắc chắn không thể là do thằng nhãi này. Gọi một cuộc điện thoại là được. Máu thần chẳng sao cả, mày lại biết cái gì nữa? Máu thần có thể tạo ra cơ thể người, là báu vật vô giá trên thế giới. Người khát cầu nó nhiều vô số. Sao mày biết nó không bị làm sao? Tôi đương nhiên biết, bởi vì máu thần đang ở chỗ tôi. Máu thần thực sự là máu thần. Ông chồng kém cỏi của Tiêu Nhược Tuyết sao có được máu thần? Không thể nào. Sao lại không thể? Cô và thần, cô và cậu Tần đã kết hôn 5 năm. Cô có từng hiểu anh ấy chưa? Cô luôn nói anh ấy là đồ kém cỏi, coi anh ấy như lốp dự phòng, nội trợ gia đình. Cô không biết là thân phận thật sự của cậu Tần là người mà cô có muốn cũng chẳng với nổi. Thấy cậu Tần lấy máu thần ra, cô hối hận rồi sao? Giám đốc Tiêu, các người đừng nghe anh ta nói bậy. Máu thần của anh ta là giả đấy. Hỗn lão, các người có biết thế nào là máu thần không? Đó là máu của thần thật, chỉ có thần soái mới có thể có được. Giọt máu ấy vừa ra ngoài, người phàm chẳng thể thấy được. Nếu phải đưa đi, vậy cũng là do hộ vệ của thần soái, quân sứ điện Trảm Thần, tự mình mặc đồ bảo vệ, tránh xa được dân để chuyển đi. Vậy thì có sao? Làm sao máu của thần có thể cứu người, cũng có thể giết người? Người phàm tới gần máu này, ắt sẽ nổ tung. Còn mày chẳng có đồ bảo vệ, tay không cầm máu thần, mày dám nói máu đó không phải là giả sao? Anh nói chẳng sai, nó dám thừa nhận máu thần này quả nhiên là giả. Tiếp xúc với máu thần, người phàm chẳng sống nổi. Còn tôi đâu phải người thường, chỉ là máu thần thôi thì có sao? Tần Hưu, anh có ý gì? Lẽ nào anh còn muốn nói anh là thần soái à? Lục địa thần tiên? Mày nói mày là lục địa thần tiên, mày là cái thá gì hả? Vì sao lại không tin? Đừng ở đây giả vờ nữa. Vậy máu thần này là giả, ở trên đời này có thể chạm vào được máu thần cũng chỉ có một người, còn người đó chính là người mà mày nói. Một kiếm chém bảy thần, lục địa thần tiên đã luyện ra máu thần, đó chính là thần soái. Ồ, hiểu rồi, anh là cái đồ chẳng biết liêm sỉ, lại dám giả mạo đại soái. Quốc chủ cho gặp cũng khách mời ghế trên, cậu làm giả máu thần giả mạo thần soái, khó mà tránh được tội này. Ai nói tôi làm giả, còn dám chối, người đâu đánh cho tôi? Ông nể mặt con đi, đừng đánh có được không? Tần Hưu, tôi chẳng cần biết anh muốn phá hoại đại điển thần huyết hay không. Bây giờ anh xuống đây cho tôi nể mặt tình vợ chồng cũ, tôi có thể buông bỏ lớp tôn nghiêm cuối cùng của mình và cả sự kiêu ngạo, cầu xin giúp anh, quỳ xuống xin lỗi. Chỉ cần anh quỳ xuống xin lỗi, tôi có thể xin giám đốc từ tha cho anh, chẳng ghi thù với anh. Vậy tôi nên cảm ơn cô sao? Tần Hưu, tôi đã cho các người một cơ hội rồi, bây giờ quỳ xuống, dập đầu nhận sai với tôi. Chưa biết chừng tôi còn có thể cho tông tộc nhà họ Từ một con đường sống. Nếu đã như vậy, tôi cũng chẳng cần khách sáo nữa. Giám đốc Từ, anh ấy chẳng có ý đó đâu. Giám đốc Tiêu, tôi thấy cô là người trẻ nên đã cho cô cơ hội hết lần này tới lần khác. Còn giờ đây, cô còn nói đỡ cho thằng danh này nữa. Cô sẽ đối đầu với nhà họ Từ tôi, cũng đối đầu với cả dòng dõi thượng lưu Giang Thành. Cái thằng nhãi này xúc phạm bề trên, vô cùng sức sược. Nhà họ Vương tôi tuyên bố sẽ sử dụng mọi mối quan hệ, từ nãy về sau Giang Thành chẳng còn chỗ cho nó ở nữa. Nhà họ Tiêu cũng muốn chống lại sao? Nhà họ Lý tôi cũng tuyên bố sử dụng mọi nguồn tài nguyên, từ nay về sau Giang Thành chẳng còn chỗ cho nó kiếm sống nữa. Giám đốc Tiêu, cô thấy sao? Nhà họ Trần tôi cũng tuyên bố sẽ giết Tần Hưu. Ba gia tộc cũng ra mặt. Tiêu Nhược Tuyệt, cô còn dám cầu xin nữa không? Nhược Tuyết không dám. Tần Hưu, hôm nay tôi đã khoan dung đủ rồi đấy, nhưng cậu vẫn chẳng biết tốt xấu gì, ăn nói chẳng kiêng dè ai, chẳng coi nhà họ Từ tôi ra gì. Vậy tôi sẽ dạy cậu chút quy tắc. Tần Hưu, lần này mày toi chắc rồi. Vị này là trưởng lão Trấn Trạch ở nhà họ Từ tôi, tông sư võ đạo. Tông sư võ đạo cả đại hạ cũng chưa tới 100 người, cho dù là 1000 binh lính gộp lại cũng chẳng thể làm ông ấy bị thương. Thằng nhãi, hôm nay là ngày mày xuống mồ đấy. Chỉ là tông sư võ đạo thôi mà cũng gáy khỏe vậy sao? Chỉ là có tin hay không, một đấm của tao sẽ đánh nát cái miệng đấy của mày, khiến mày gãy nát cả xương trầu trời luôn. Không vậy sao? Cứ thử xem, hẹo tới nơi còn gáy. Tông sư võ đạo, ông mau lên đi, đánh nó đi, đánh nó. Mày cũng là tông sư sao? Cảnh giới của cậu Tần đâu chỉ như vậy, con tép con tôm mà cũng đòi so bằng, cũng ra gì đấy. Nhưng nó đánh được thì sao? Một mình nó lẽ nào còn đánh lại được nhiều người như vậy sao? Chỉ riêng nhà họ Từ đã nuôi được chục nghìn tử sĩ rồi, chỉ cần một cú điện thoại là có thể vây lấy cả khách sạn đế hào này. Thật như nêm, nhà họ Chu tôi cũng có một tông sư bằng lòng giúp đỡ nhà họ Từ một tay,
tiêu diệt thằng nhãi phét lác này. Nhà họ Dương chúng tôi cũng có hơn 100 người hầu. Nhà họ Vương chúng tôi có 30.000 tử sĩ có vũ trang. Nhà họ Lý chúng tôi có 30.000 sát thủ. Nhà họ Trần tôi có 30.000 lính, có thể giúp nhà họ Từ diệt tên dân thường này. Nhà họ Tiêu chúng tôi cũng có 200. Im miệng. Tần Hưu, nếu anh nghe tôi khuyên, bây giờ quỳ xuống, ba quỳ chín lại xin một con đường sống, e là không giữ được đâu. Tình cảm 5 năm của chúng ta, chỉ đổi lại một câu quỳ xuống. Chuyện đã tới nước này, chị còn chơi bài tình cảm, anh còn muốn kéo cả chị tôi cả nhà họ Tiêu xuống nước cùng sao? Tần Hưu, tôi vốn muốn giữ lại mạng cho anh, nhưng anh ngàn vạn lần đừng đối đầu với thần soái, còn giả mạo thần soái, những điều đó đều là tội lớn. Nghe thấy chưa, vợ mày cũng đã muốn mày về trời rồi, mày còn làm giả máu thần, giả mạo thần soái, tội nào cũng đáng hẹo. Mày có còn gì muốn nói nữa không? Nếu đã muốn tham gia thì lên cùng lúc đi, một mình mày với cả thành phố thì có sao, Giang Thành toàn là lũ thấp bé. Các người lên cùng lúc đi, hôm nay nếu tôi đứng dậy, coi như tôi thua.